Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 trong sáng nay. Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công hai kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư. Và thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các sở ban ngành tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong sáng nay, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại di chuyển của người dân. Hầu hết khắp các tuyến đường ngõ ngách trên địa bàn khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị ngập, nước hồ dâng cao tràn cả vào nhà dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực nội thành thành phố Hà Nội cùng các vùng lân cận sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu từ 15 đến 30 cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu lên đến 30-40 cm. Tại tỉnh Hòa Bình, sáng nay, hàng ngàn khối đất đá phía ta luy dương sạt lở xuống dốc Cun trên quốc lộ 6 gây ách tắc giao thông, người và phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã điều nhân lực và máy móc đến khắc phục. Sau gần một tiếng, tuyến đường đã tạm thời thông xe một chiều. Khi ngớt mưa, lực lượng tiếp tục xử lý thông xe hai chiều để giao thông trên tuyến trở lại bình thường. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội sáng nay ghi lại cảnh một đàn cá koi đang bơi trước sân Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nguyên nhân do mưa lớn liên tiếp khiến mực nước giao trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân dâng lên cao. Đàn cá koi theo nước bơi lên khắp sân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, trận mưa lớn với lượng mưa khoảng 200mm từ đêm qua đến sáng nay đã khiến tỉnh Nam Định nhiều nơi ngập cục bộ. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đến sáng nay, lượng mưa và mực nước trên các sông suối đang giảm dần, nhưng một số tuyến đường vẫn bị nước lũ chia cắt, sạt lở đất. Hiện các lực lượng đang tập trung cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Toàn tỉnh Nghệ An có 1.600 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại hơn 1.500 hecta lúa và hơn 3.000 hecta hoa màu. 2.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Huyện Kỳ Sơn có 139 người dân phải sơ tán, 706 người dân huyện Quế Phong và huyện Kỳ Sơn bị cô lập. Do ảnh hưởng của mưa lớn và các nhà máy thủy điện liên tục xả lũ, nên nhiều nơi ở Nghệ An ngập lụt nặng. Thống kê cho thấy, đến sáng ngày 28 tháng 9, trên các tuyến quốc lộ đang có 22 vị trí ngập, phải đóng đường 19 vị trí. Trong khi đó, sạt lở làm hơn 1.000 khối đất đá đổ xuống quốc lộ 8A, khiến đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ban quản lý dự án 4 đã phối hợp với các đơn vị, huy động hai máy xúc giải phóng đất đá, thông tuyến trở lại sau hơn 3 giờ khắc phục. Hiện vẫn còn hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hoa màu bị ngập úng, hơn 5.600 học sinh phải nghỉ học. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài ở huyện Bù Đăng khiến nước ở suối Lạch dâng cao, phá vỡ khoảng 50 mét đường bê tông băng qua suối ở xã Đường 10. Sáng nay, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã kiểm tra khắc phục tạm thời tuyến đường trên, đảm bảo lưu thông cho người dân. Chính quyền địa phương đã đắp đường tạm cho người dân đi lại, cấm biển báo khu vực nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng thường xuyên túc trực hướng dẫn người dân giao thông an toàn. Ủy ban Nhân dân xã Đường 10 cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Phước xem xét đầu tư sửa chữa tuyến đường trên để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, đảm bảo giao thông liền mạch thông suốt. Cũng trong sáng nay tại huyện Bù Đăng, một nam thanh niên đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Nạn nhân là anh Trương Quốc Hội, 25 tuổi, ngụ ở thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng. Khoảng 4 giờ sáng nay, anh Hội đi xe máy chở anh Phan Văn Ba ra đường DT-755. Khi đến giữa cầu thuộc suối Đắc Tơ, do mưa lớn nước tràn qua cầu chảy xiết đã cuốn trôi cả người và xe xuống suối. Anh Ba may mắn kịp nhảy xuống thoát lên bờ, anh Hội mất tích. Đến chiều nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Hội. Do suối Đắc Tơ khá rộng, có nhiều khúc cua và nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu điều trị khỏi cho bệnh nhân ung thư hạch. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài với phương pháp xạ trị toàn thân TBI mà lần đầu tiên người Việt Nam triển khai được. Bệnh nhân nữ 46 tuổi ngụ tại Bình Dương được chẩn đoán ung thư hạch vùng cổ tái phát và kháng trị. Trước đó, bệnh nhân đã thất bại trong 3 lần quá trị. Các bác sĩ đã phối hợp xạ trị toàn thân để diệt tủy, kết hợp ghép tế bào gốc cho bệnh nhân từ người cho là chị ruột. Điều kiện quá tới 3 ngày để truyền cái tế bào gốc tạo máu mà của cái người chị đó vô cho bệnh nhân. Chỉ mới 30 ngày thôi thì nó đã hồi phục hoàn toàn, tức là tủy nó mọc lại, tế bào nó mọc lại. Cũng khoảng 2 tuần rất mệt nhưng mà sau đó thì phục hồi lên rất nhanh. Mới bắt đầu khiêm tốn là một cái lymphoma là bệnh lý ung thư hạch thôi. Nhưng mà cái bệnh lý mà chủ lực trong tương lai là bệnh lý bạch cầu cấp. Mà chúng ta biết bạch cầu cấp mà không ghép tủy bệnh nhân chết chắc. Nếu chúng ta áp dụng được cái này rồi thì chúng ta sẽ cứu chữa rất nhiều sinh mạng sắp tới. Tiên phong phối hợp ghép tế bào gốc với phác đồ xạ trị toàn thân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mở ra một hướng điều trị mới, một cơ hội sống mới cho các bệnh nhân ung thư. Sáng nay, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 đã chính thức bắt đầu. Sau buổi lễ khai hội được tổ chức tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay đánh dấu dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển lễ hội và 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến dự lễ thượng đài kỳ khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tại công viên thị trấn Cần Thạnh. Lễ hội là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn, tạ ơn thần Nam Hải, cá ông và thần biển, cầu nguyện sự bình an khi ra biển, đánh bắt bội thu và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thấy cái lễ hội năm nay là lớn, tôi cũng mong muốn cái lễ hội Nghinh Ông này càng ngày càng phát triển và cái kinh tế của người dân Cần Giờ là người dân làm biển, nhất là ngư dân, mưa thuận gió hòa và biển lúc nào cũng có tôm có cá. Tại di tích Lăng Ông Thủy Tướng, hơn 10 năm nay, lễ hội Nghinh Ông được tổ chức rất long trọng, nghi lễ chính được phục hồi và phát triển trở thành lễ hội lớn của huyện Cần Giờ và thành phố Hồ Chí Minh. Ta mới được sự đam mê và chịu khó để tiếp thu những cái nghi thức và bảo tồn nghi thức này sẽ nâng lên tầm cao mới nữa, đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế du lịch của cái huyện Cần Giờ. Lễ hội mang đến nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, đơn ca tài tử Nam Bộ, giải đua xe đạp phong trào, thể thao khác kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Những ngày qua, một đàn cá voi ba con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều người thích thú. Theo các ngư dân, đàn cá voi xuất hiện vào khoảng 15 giờ từ ngày 22 tháng 9. Mỗi con cá voi dài hơn chục mét, nặng đến hàng tấn, liên tục trồi lên khỏi mặt nước, bơi lội thoải mái dù xung quanh có nhiều tàu, thuyền qua lại. Có thời điểm, miệng cá voi dâng lên trên mặt nước khoảng 2 mét để đớp mồi. Ở lần mới nhất, đàn cá voi xuất hiện liên tục trong 1 giờ đồng hồ. Theo người dân Cô Tô, gần 2 tháng nay, một đàn cá voi từ 4 đến 5 con thường xuyên xuất hiện tại khu vực Hà Mai đến Đầu Trâu thuộc huyện đảo Cô Tô. Những vùng biển cá voi xuất hiện chứng tỏ môi trường nước tại đây trong lành, không bị ô nhiễm. Vài tháng trước, cũng có cá heo bơi, nhào lộn gần bờ đảo Cô Tô. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế. Hyundai và Kia triệu hồi gần 3 triệu 400 ngàn xe hơi vì lỗi kỹ thuật nguy hiểm. Và các nước châu Á tưng bừng đón Tết Trung Thu. Thưa quý vị, hai hãng xe hơi Hàn Quốc Hyundai và Kia đang phải thông báo triệu hồi gần 3 triệu 400 ngàn chiếc xe tại Mỹ do nguy cơ cháy trong khoang động cơ. Các dòng xe trong danh sách triệu hồi được xuất xưởng trong giai đoạn 2010-2019. Theo thông báo của Cục Quản lý An toàn Giao thông của Mỹ, NHTSA, hôm 27 tháng 9, Hyundai và Kia đang triệu hồi lần lượt khoảng 1,6 triệu và 1,7 triệu xe tại Mỹ. Trong số này, các dòng xe phổ biến như Santa Fe của Hyundai và Sorento của Kia. Nguyên nhân được đưa ra là do hệ thống chống bó cứng phanh, ABS, có thể rò rỉ dầu phanh bên trong và gây chập điện, dẫn đến cháy khoang động cơ khi xe đang đậu hoặc chạy trên đường. Chủ xe có thể kiểm tra xem xe của họ có nằm trong danh sách các xe bị triệu hồi hay không bằng cách tra số định danh của xe trên trang web của NHTSA. Cơ quan này cũng khuyến nghị các chủ xe đậu xe ngoài trời và xa các tòa nhà trong thời gian sửa chữa. Trước đó, vào tháng 2 năm 2022, Hyundai và Kia đã phải triệu hồi hơn 500.000 xe có nguy cơ cháy tại thị trường Mỹ. Canh tác thân thiện môi trường là mục tiêu toàn cầu.
và các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang cố gắng làm điều đó. Họ đang thử nghiệm than biochar, một loại đất canh tác có khả năng giảm phát thải carbon và cải thiện chất lượng đất. Theo các chuyên gia, sản phẩm của Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Biosaline ICBA được tạo thành từ việc phân hủy các chất thải hữu cơ và chất thải nông lâm nghiệp ở nhiệt độ cao trong điều kiện yếm khí hoặc thiếu oxy. Họ gọi đó là đất canh tác sinh học biochar. Chất hữu cơ khi tự phân hủy tự nhiên, lượng carbon trong đó sẽ phát thải vào không khí. Còn phương pháp này tận dụng chất thải sinh học và giữ lại carbon. Theo dữ liệu ICBA công bố, trung bình 1 tấn biochar có thể giữ lại từ 0,5 đến 2 tấn CO2 ở trong đất và nâng cao chất lượng đất trồng. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu ảnh hưởng của biochar và gọi khả năng cô lập carbon là một hiện tượng phi thường. Biochar có thể hấp phụ các chất gây ô nhiễm nên có thể ứng dụng để cải thiện đất nông nghiệp hoặc có thể kết hợp cùng với công nghệ nano để lọc nước thải. Hiện ICBA đang hợp tác cùng các tổ chức tư nhân và chính phủ để nâng cao hiệu quả của biochar trên khắp UAE. Công ty mẹ của Facebook là Meta vừa ra mắt loạt sản phẩm mới tại sự kiện Meta Connect ở Mỹ hôm 27 tháng 9. Đây là nỗ lực của hãng công nghệ nổi tiếng này trong bối cảnh dự án tham vọng vũ trụ ảo Metaverse không còn nhiều sức hút như kỳ vọng. Trong số các sản phẩm vừa ra mắt có kính thực tế ảo hỗn hợp Quest 3. Với những con chip mới, chúng tôi có thể xử lý nhiều thông tin hơn với tốc độ nhanh hơn. Điều này cho phép tốc độ khung hình không bị giảm, giúp cho người dùng cảm thấy dễ chịu khi sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể quay phim ở độ phân giải lên tới 4K. Trong khi đó, với mẫu kính thông minh Ray-Ban mới có tích hợp AI, người dùng có thể livestream bằng kính cho người theo dõi trên Facebook và Instagram. Meta cũng tung ra 28 chatbot AI tạo sinh, gọi là các nhân vật AI nhắm đến người dùng trẻ tuổi. Các chatbot sẽ có tính cách của những người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích, qua đó giúp người dùng tương tác lâu hơn nhằm thu hút quảng cáo. Sự kiện Meta Connect là dịp để Zuckerberg giải thích một lần nữa lý do vì sao mảng công nghệ VR đang lỗ nặng. Năm 2022, Reality Labs, chi nhánh thực tế ảo của Meta, đã báo lỗ với con số khủng là 21 tỷ đô la Mỹ. Mark Zuckerberg cho rằng đây là khoản đầu tư dài hạn nên trước mắt vẫn sẽ lỗ. Kết thúc phiên giao dịch hôm 27 tháng 9, giá cổ phiếu của Meta giảm 0,4%. Tại Trung Quốc, không khí đón Trung Thu đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên cạnh tham gia các hoạt động lễ hội thì người dân ở đây còn xếp hàng nhiều giờ để mua bánh Trung Thu về làm quà hoặc thưởng thức cùng người thân. Bánh Trung Thu thập cẩm truyền thống với thịt, các loại hạt và trứng muối rất được ưa chuộng tại Thượng Hải. Các thương hiệu bánh lâu đời cũng sáng tạo ra nhiều dòng bánh mới để thu hút khách hàng trẻ. Các mẫu bánh rất dễ thương, có nhiều khách hàng trẻ thích mua những dòng bánh này. Chúng tôi đang làm việc hết công suất. Mỗi ngày, chúng tôi có thể cho ra đến 1 triệu 800.000 bánh. Trung thu năm nay rơi vào ngày 29 tháng 9. Theo truyền thống Trung Quốc, đây là dịp để gia đình đoàn viên cùng nhau ngắm trăng và ăn bánh Trung thu. Trong những ngày này, công viên Victoria, công viên lớn nhất tại Hồng Kông, Trung Quốc, đặc biệt quyến rũ vào ban đêm với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Buổi trình diễn đèn lồng ở đây kết hợp nhiều yếu tố truyền thống, cho phép mọi người được thưởng thức cùng lúc các di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm cả biểu diễn kinh kịch Quảng Đông. Tất cả nhằm mang đến một mùa lễ hội Trung Thu vui tươi và rực rỡ. Trong phần an ninh trật tự 60 giây, va chạm container trên quốc lộ 51, một người tử vong. Công an Bình Dương điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong phòng trọ tối qua. Thưa quý vị, sáng nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa một xe container và một xe máy trên quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hậu quả một người tử vong. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, xe ô tô đầu kéo kéo theo semi-remote do tài xế Danh Giàu quê Sóc Trăng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Khi đến km 42 200 thuộc khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, xe này va chạm với xe máy do ông Đặng Văn V, 60 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, cầm lái, chạy cùng chiều. Cú tông mạnh đã khiến ông V té xuống đường, bị cán tử vong. Nhận tin báo, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Bước đầu xác định ông V là công nhân trong một nhà máy thép thuộc khu công nghiệp Phú Mỹ, đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Công an tỉnh Bình Dương vừa thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh vụ nổ dưới hầm một chung cư tại thành phố Dĩ An. Vụ việc xảy ra chỉ trong vài giây và may mắn không có thiệt hại nghiêm trọng, nhưng tiếp tục là lời cảnh báo về tình hình an toàn cháy nổ hiện nay. Theo hình ảnh do camera người dân ghi lại, khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua 27 tháng 9, bãi đổ dưới hầm chung cư bất ngờ xảy ra nổ lớn. Khói bao trùm khu vực dưới hầm chung cư khiến cư dân hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này hệ thống phun nước chữa cháy tự động không hoạt động. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội ngũ kỹ thuật và bảo vệ chung cư đã đến hiện trường kiểm tra. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phía bên chung cư có giải trình, hệ thống báo cháy của chung cư vẫn hoạt động bình thường. Ban quản lý chung cư không sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước do chỉ nổ rồi tắt và không có cháy. Cũng tại Bình Dương, Công an thành phố Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Vụ việc được phát hiện tối qua. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27 tháng 9, nhóm công nhân làm chung tại một công ty gỗ rủ nhau đi nhậu. Trong đó có anh Nguyễn Văn Trường, 26 tuổi, quê Hậu Giang và ông Nguyễn Trọng Hải, 49 tuổi, ngụ thành phố Thuận An. Khoảng 20 giờ cả nhóm ra về, ông Hải xin ngủ nhờ phòng trọ của anh Trường trên đường Bình Chuẩn 39, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Tới hơn 4 giờ sáng, anh Trường thức dậy thì tá quả nhìn thấy ông Hải treo cổ tử vong. Lực lượng chức năng sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Lặn xuống sông để gỡ lưới mắc vô chân vịt tàu cá, một người đàn ông đã mất tích ở sông Cà Ti, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm suốt ngày hôm nay nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nạn nhân được xác định là anh Phương, sinh năm 1990, ngụ tại phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, đi biển trong một tàu cá ở địa phương. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay khoảng 0 giờ 30 phút, phát hiện chân vịt tàu cá bị mắc lưới nên anh Phương đã lặn xuống gỡ lưới, sau đó bị chìm dưới sông Cà Ti. Phát hiện vụ việc, người dân và chủ tàu đã tìm cách cứu anh Phương, thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân, đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Đỗ Thúy Anh để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị can là nguyên kế toán trưởng bộ phận hành chính tổng hợp chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh. Theo thông tin từ cơ quan công an, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 10 năm 2022, người dân nhiều lần phản ánh về việc gặp nhiều khó khăn khi đi làm thủ tục đất đai tại bộ phận một cửa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh. Để được giải quyết nhanh chóng, người dân phải chi cho cò dịch vụ, cò pháp lý từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng cho mỗi hồ sơ. Sở Tài nguyên Môi trường văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ 7 cán bộ, viên chức, nhân viên của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh để điều tra, xác minh làm rõ. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, Công an huyện Lộc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Đỗ Thúy Anh là một mắt xích quan trọng trong vụ án nên đã bị bắt tạm giam. Thời gian gần đây, một số tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, mà kẻ trộm là một ma nhớt không mặc quần áo khi gây án. Đến hôm nay, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt được đối tượng trên. Nghi phạm này được xác định là Huỳnh Văn Tâm, 71 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Mới đây nhất, vào đêm ngày 26 tháng 9, Tâm đi xe khách từ bến xe miền Tây đến xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, sau đó đột nhập vào một tiệm lạp xưởng lấy trộm 4 điện thoại di động. Khi đi trộm, Tâm cởi hết quần áo để nếu bị phát hiện thì chủ nhà khó tóm được. Gây án xong, đối tượng ra ngoài mặc lại quần áo và đón xe khách lên thành phố Hồ Chí Minh. Bằng thủ đoạn trên, ma nhất này đã nhiều lần trộm cắp trót lọt. Tại cơ quan công an, Tâm khai đã có 2 tiền án, thụ án 22 năm tù về tội trộm cắp tài sản và thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn các tỉnh miền Tây. Thể thao và tin cập nhật của chương trình. Vắng Messi, Inter Miami vụt mất chiếc vô địch quốc gia Mỹ. Điều tra vụ người đàn ông nghi bị truy sát tử vong ở Đồng Nai. Thưa quý vị, chiều nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, khiến một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút, người dân tại hẻm khu dân cư thuộc tổ 13 khu phố 3 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa nghe tiếng cự cãi tại một con hẻm nhỏ. Khi mọi người chạy tới thì phát hiện người đàn ông nằm bất động bên chiếc xe máy với nhiều vết máu. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Bè, sinh năm 1971, ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại phường Trảng Dài. Ông Bè làm nghề buôn bán điện thoại cũ. Nạn nhân tử vong với hai vết thương, nghi là bị đối tượng có mâu thuẫn trước đó, chưa rõ lai lịch, tại tổ 14, khu phố 3, dùng dao truy sát. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin trong nước và quốc tế được cập nhật trong đêm. Xin tạm biệt quý vị.